Thành phố Vũng Tàu có hơn 1.000 cơ sở lưu trú, trong đó nhiều cơ sở được gọi là homestay do các hộ đầu tư nâng cấp căn hộ để chống của mình cho khách thuê. Trong đó thì nhiều cơ sở còn có thêm hệ thống thiết bị âm thanh, TV cho khách hát karaoke từ trong nhà cho đến ngoài sân, hoặc là khách tự thuê thiết bị âm thanh về hát gây tiếng ồn làm cho người dân bức xúc. Để xử lý vấn đề này, thành phố Vũng Tàu đã triển khai nhiều giải pháp. Cứ đến cuối tuần, những homestay, villa cho thuê tại địa bàn thành phố Vũng Tàu lại âm ỉ trong tiếng nhạc. Từ tiếng hát karaoke đến tiếng nhạc DJ chuyên nghiệp của những khách thuê. Tất cả đều được mở với âm lượng cực đại, khiến những người dân xung quanh như bị tra tấn. Không ít lần, người dân phải tặng tay quay lại những hình ảnh như thế này để làm bằng chứng cung cấp cho các cơ quan chức năng. Điều đáng nói là tất cả các chủ kinh doanh đều hiểu rất rõ về các quy định tiếng ồn. Tuy nhiên, việc xác định được mức độ tiếng ồn để xử lý vi phạm hiện nay vẫn là một bài toán khó, bởi địa phương không có phương tiện, máy móc để thực hiện việc đo lường âm thanh. Thế nên, chủ yếu chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, mạnh hơn là lập thêm đoàn kiểm tra như thế này để buộc các cơ sở kinh doanh cam kết thực hiện kiểm soát tiếng ồn. Em có dành một khoảng trống là dành cho ngày xưa là bọn em thiết kế để dành cho khách karaoke với ăn nhậu. Thì bây giờ thì em từ lúc mà bên phường đã phổ biến thì em đã quán triệt là từ 10 giờ là với cả từ đầu là nhận khách là em sẽ có hỏi khách là xem có nhậu nhẹt hay karaoke gì không. Nếu mà không có thì em sẽ không nhận. Và nếu mà có kiểu đi gia đình mà có nhậu nhẹt thì cũng quán triệt là 10 giờ và không được hát hò để đảm bảo cho cái khu vực và tiếng ồn xung quanh. Dạ, tức là em có giới hạn âm thanh luôn ạ. Em có được điều khiển từ xa, tức là khi mà khách mở âm thanh quá lớn thì em sẽ gọi điện nhắc nhở khách là anh giảm âm thanh lại. Nếu khách vẫn cố tình hát thì em sẽ giảm lại. Dạ, còn nếu mà khách vẫn bật lên nữa thì em sẽ ngắt luôn. Trong đó là trong hợp đồng em có nói rồi. Để hạn chế tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, chính quyền địa phương đã cho các cơ sở kinh doanh lưu trú ký cam kết bảo đảm không gây tiếng ồn trong hoạt động vui chơi giải trí của khách để ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh. Đồng thời kiểm tra liên tục, đặc biệt là vào các ngày cuối tuần và sau 22 giờ đêm. Thì khi mà tiếp nhận các thông tin ở trên nhóm thì lực lượng chức năng sẽ trực tiếp xuống xử lý theo cái phản ánh của người dân. Còn một cách nữa là người dân sẽ phản ánh trực tiếp lên số điện thoại của công an phường. Thì lực lượng trực ở tại địa phương, trực tại công an phường sẽ sau 5 phút thì là sẽ có mặt tại cái địa điểm mà đã phản ánh để kiểm tra xử lý, chấm dứt cái việc gây tiếng ồn đó. Với hơn 100 cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn, ô nhiễm tiếng ồn từng là vấn đề khó xử lý. Việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh tiếng ồn được bố trí cán bộ luân phiên trực 24/24, công an khu vực cũng trực sát sao và phải chịu trách nhiệm với địa bàn mà mình quản lý. Vì vậy, việc giám sát kiểm tra cũng ngày càng chặt chẽ hơn.